Chào mừng đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị đến thăm và làm việc với thành phố Changwon. Thị trưởng thành phố Changwon Hong Nam-pyo nhấn mạnh đây là cơ hội để hai bên tìm hiểu những tiềm năng, cơ hội của mỗi tỉnh để hợp tác đầu tư trong tương lai. Thị trưởng thành phố Changwon Hong Nam-pyo cho biết Changwon thuộc tỉnh Gyeongsangnam, nằm về phía đông nam của Hàn Quốc, thành phố đông dân thứ 8 tại Hàn Quốc với dân số hơn 1,1 triệu người, diện tích tự nhiên 743 km2. Đồng thời là thành phố phát triển hàng đầu về công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử và dệt may và là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có thương hiệu lớn như Samsung, Daegu, LG Electronics và Hyundai. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã bày tỏ cảm ơn Ngài Thị trưởng thành phố Changwon đã tiếp và làm việc với đoàn. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ngày càng lớn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng việc khởi động chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và thành phố Changwon mở ra một giai đoạn mới có tính lịch sử trong chương trình hợp tác địa phương của tỉnh Quảng Trị, vì đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị ký kết hợp tác với một địa phương của Hàn Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã trân trọng kính mời Ngài Thị trưởng sang tham dự lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024 tại Quảng Trị, tổ chức vào tháng 7 năm 2024, hoặc đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian thích hợp để có thể khảo sát, thảo luận sâu hơn về chương trình hợp tác. Trên tinh thần thiện chí, tăng cường quan hệ hợp tác, tỉnh Quảng Trị và thành phố Changwon đã ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục và lao động. Tỉnh Quảng Trị cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp được thành phố Changwon giới thiệu đến tỉnh Quảng Trị tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Quảng Trị. Trước đó, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã đến khảo sát, nghiên cứu tại nhà máy thiết bị công nghệ không gian Hanwha Aerospace, trao đổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Hanwha TNT về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sinh khối tại tỉnh Quảng Trị. Trong ngày đầu tiên, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có một lịch trình làm việc với các cơ quan địa phương ở Hàn Quốc. Với sự đón tiếp trọng thị, cởi mở và sẵn sàng hợp tác của phía bạn mở ra nhiều cơ hội mới trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh ta.